2차전에는 tôi có nghe được cái thông tin là cái danh sách của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày mai thì sẽ có thêm rất nhiều cầu thủ tốt hơn, thế nên là chúng tôi sẽ có cái sự chuẩn bị kỹ càng hơn cho trận đấu ngày mai và sẽ hy vọng là sẽ mang đến một cái trận đấu càng thú vị và tốt hơn nữa. Tôi biết đến đội tuyển Việt Nam từ năm 2018 và từ khi mà huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đến và làm việc với bóng đá Việt Nam thì đã có những cái sự phát triển qua từng năm và ông không rõ tên cầu thủ này nhưng mà ông ấy rất ấn tượng với cái người mà đã ghi bàn trong trận đấu và đội tuyển Nhật Bản. Trong trận đấu trước thì chúng tôi đã có sự chuẩn bị để có thể có một màn trình diễn tốt nhất. Tuy nhiên là trong trận đấu ngày mai thì tôi vẫn chưa thể trả lời chính xác về sự có thay đổi hay không và tôi cần có một cái sự phát hiện lần nữa đối với cả ban huấn luyện cũng như là bác sĩ của đội. Khó để có thể là nhận định cái kết quả của trận đấu ngày mai. Trận trước thì chúng tôi đã có một cái kết quả hòa, thế nên là cái trận đấu ngày mai sẽ là một trận đấu càng thú vị hơn nữa và chúng tôi sẽ cố gắng để có thêm nhiều bàn thắng hơn. Chúng tôi đang cố gắng để có thể thích nghi tốt hơn nữa với cả thời tiết ở Hà Nội và cố gắng để có thể có màn trình diễn tốt hơn trong ngày mai. Đội tuyển Indo mà họ đã thi đấu cùng thì là đội tuyển U19, còn đội tuyển Việt Nam thì là đội tuyển U20, nên là khá là khó để có thể so sánh hai đội này. Tuy nhiên thì nếu như mà nhất định là phải so sánh thì đội tuyển Việt Nam là đội tuyển có cái thể lực tốt hơn và có cái nhịp điệu thi đấu nhanh hơn. Đội tuyển Việt Nam các cầu thủ thì họ có tổ chức rất là tốt, rất là biết cách giữ và đấy là lý do tại sao mà đội tuyển của chúng tôi thì phải có sự chuẩn bị kỹ hơn trong trận.